Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân xin được kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Làng tôi vào những năm 2008-2009 vẫn còn sơ sát lắm. Khi ấy tôi mới học cấp 2, vẫn ham chơi, thích đùa nghịch với đám bạn trong làng. Cứ một giờ trưa là cả lũ lại kéo nhau ra đồng chơi giữa cái nắng mùa hè như đổ lửa. Dường như chẳng đứa nào thèm quan tâm tới cái nắng cháy da cháy thịt đó. Thế mà lạ, dù có dầm mưa dãi nắng thế nào đi nữa, thì cũng chẳng đứa nào trong đám tụi tôi sổ mũi hắt gì bao giờ, vẫn cứ khỏe như trâu. Chơi với nhau thì cũng chỉ loanh quanh mấy trò như đuổi bắt, thả diều, trốn tìm. Thế mà chơi hết cả tuổi thơ mà vẫn không thấy chán. Năm đó tôi học lớp 8. Thằng Việt là cháu họ của tôi. Tuy kém hơn tôi một tuổi, nhưng vì tôi sinh cuối tháng 12 nên bố mẹ tôi cho học cùng với nó luôn cho vững, mà lại có chú, có cháu. Tôi hợp với nó lắm, chắc bởi vì đều nghịch dại như nhau cả. Chúng tôi nghịch tới mức mà nhiều khi ở mấy nhà trong làng còn cấm con cấm cháu chơi cùng với tụi tôi. Mỗi lần thấy chúng tôi đi cùng nhau lững thững trên con đường làng là ai nấy cũng đều phải khiếp đảm, ngồi trong nhà mà cầu mong chúng tôi không chọn nhà họ để quậy. Chó mèo lợn gà trong làng trông thấy chúng tôi cũng đều cúp đuôi mà bỏ chạy. Thế mà nhiều người hỏi, thế ở nhà bố mẹ chúng tôi không dạy dỗ à mà để chúng tôi nghịch như vậy? Nhưng tôi cũng xin thưa rằng tôi chẳng nhớ bố mẹ tôi đã bao nhiêu lần đằng đằng sát khí, hùng hổ khi nghe tin mấy ông con quý tử đang quậy ở đâu, rồi xách roi đi lùa chúng tôi về nhà. Mỗi lần như vậy là xác định nát đít cả hai thằng. Có lần chúng tôi nghịch, mua pháo buộc vào đuôi của con chó hàng xóm làm nó đến tận bây giờ, mỗi khi nghe thấy tiếng động mạnh đều giống lên thảm thiết. Sau cái lần đấy thì hàng xóm sang phàn nàn với bố mẹ tôi và nó. Kết quả hai thằng cùng no đòn. Nhưng đến khi gặp nhau thì thằng Việt suýt xoa. Bố cháu vụt đau quá, cháu đã chạy được rồi mà vẫn tóm lại được. Tôi cũng xoa xoa cái mông mà nói. Tao thì khác đếch gì mày. Vừa xoa cái mông thì tôi lại sờ được mấy quả pháo chỗ túi sau. Rút ra nhìn thằng Việt rồi hai thằng cười cười, ngầm hiểu ý nhau. Đấy không phải là bố mẹ chúng tôi không dạy bảo, mà là có dạy, nhưng chúng tôi đã quên béng đi mất rồi. Những cái trò nghịch ngợm quậy phá cứ liên tục theo chúng tôi đến hết tuổi thơ. Mà trong tuổi thơ của chúng tôi cũng không thể thiếu được hình ảnh của chú Ất, là chú ruột của tôi. Chú Ất hơn tôi có 13 tuổi, vì là con út của ông bà tôi. Thằng Việt thì dĩ nhiên gọi chú là ông trẻ. Ngày còn bé, tôi có nghe mẹ kể là chú Ất biết thuật phù thủy, vì chú là người kế nghiệp cho cụ nội tôi. Cụ nội tôi thì cũng làm phù thủy, mà cái nghề này phải có người nối dõi thì mới được. Người đấy phải là người thân trong gia đình hoặc dòng họ. Mà người này không phải chọn bừa ai cũng được, phải là người có linh tính cao, giác ngộ tốt, cộng thêm cả tài năng thiên bẩm nữa thì mới làm được. Từ khi cụ nội tôi còn sống, đã nhìn thấy chú Ất là người hợp nhất để kế nghiệp mình, nên đã đích thân bồi dưỡng thuật phù thủy cho chú Ất từ khi còn bé. Cụ mong chú Ất có thể kế nghiệp của cụ, tránh việc nghề bị thất truyền, nên cụ đã để lại cho chú Ất một chồng sách là tâm huyết cả đời cụ, ghi lại những hiểu biết của mình về nghề phù thủy. Tôi nghe bảo cái đống sách này chú Ất đang cất ở hai cái dương gỗ to trong phòng chú, lúc nào cũng khóa chặt. Tôi có nhiều lần tái máy nhưng không mở ra được. Điều thứ cụ tôi mong muốn ở chú Ất là tiếp tục cái việc mà cụ còn đang làm dang dở. Nhưng là việc gì thì cả nhà tôi không ai biết, chỉ có mỗi chú Ất là rõ thôi. Tôi có lần ngồi cạnh chú Ất xin chú ấy cho xem cái phép phù thủy như thế nào, thì chú Ất từ chối. Chú bảo, tao thuộc dòng thầy phù thủy Bắc Tông, mà dòng này thì không biểu diễn bừa bãi cho mày xem được. Chỉ khi nào gặp yêu ma quỷ quái thì tao mới được dùng thôi. Tôi nghe thấy chuyện diệt yêu trừ ma thì bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ. Rồi trong mắt năn nỉ chú Ất. Thế chú dạy cháu đi, cháu cũng là con cháu trong nhà cơ mà. Chú Ất cười cười rồi nói.
Phái Bắc Tông khó học, mày dốt thế làm sao mà học được? Thấy chú nhất quyết không dạy nữa nên tôi cũng không hỏi đến. Chú Ất khi ấy đang là sinh viên thì mãi mới đỗ được, nên toàn đi học rồi ở trọ lại đấy, đến cuối tháng mới về. Cả phần tuổi thơ của tôi đều gắn liền với chú Ất. Đó toàn là những câu chuyện kỳ dị cũng như là cái nợ, cái duyên mà số phận tôi phải gánh lấy. Câu chuyện thứ hai, mộ hoang trên gò. Tôi còn nhớ, hôm đấy cũng như mọi hôm, tôi với thằng Việt trốn ngủ trưa, đi ra cái gò ngoài đồng để chơi với đám bạn. Chúng tôi toàn thế, chưa đến thì chẳng ngủ nghe gì, cứ đi lang thang hết chỗ nọ tới chỗ kia. Nay nắng quá, nắng chiếu xuống, khai sáng cho mấy cái đầu tăm tối của chúng tôi, đủ để cho chúng tôi nhận ra rằng, nắng quá, không chơi được rồi, tìm bóng mát mà chơi thôi. Thế là chúng tôi không đánh quay nữa mà ra chỗ có cái gò, có mấy cái cây ngồi đó cho mát rồi chơi bài ăn bi. Tôi với thằng Việt không có bi nên đành ngồi chầu rìa. Thằng Việt như chó ngồi xem tát ao, thi thoảng lại gào lên. Mẹ mày, đôi đi, ngu thế, đôi đi. Mấy thằng ngồi chơi cũng không yên với nó. Thằng nào bị thua thì cáu quá quay ra quát. Mày cút mẹ mày đi, ngồi cạnh bố mày rõ là đen. Thế là mấy thằng cứ chí chóe với nhau, ầm ĩ hết cả lên. Tôi thì ngồi dưới tán cây nhìn trời nhìn mây, không quan tâm tới chúng nó. Tôi chỉ thích xem đánh quay thôi, chứ không thích xem đánh bài. Chỉ có mỗi thằng Việt là máu thôi. Chỗ chúng tôi ngồi chơi là cái gò ngoài đồng. Người ta gọi là gò sứ, vì trên này chẳng hiểu sao ở đây toàn những mảnh sành mảnh sứ không biết ai vứt đi. Trên cái gò này mọc được mấy cái cây còi cọc. Mấy cái cây này chẳng bao giờ lớn được, chắc là vì đất cằn quá, hoặc có lẽ là bởi vì chúng nó suốt ngày bị bọn trẻ con chúng tôi thi nhau đu lên đu xuống, tới mức phải oằn mình xuống. Một số cành cây còn suýt chạm tới đất. Nằm giữa cái đống cây còi cọc đó là một ngôi mộ cổ, chẳng biết của ai. Theo ông nội tôi kể, thì nó ở đấy từ khi ông còn bé tí cơ. Quanh năm không thấy hương khói gì. Người làng thấy cũng chẳng quan tâm nhiều, bởi vì làng tôi thiếu gì mộ cổ. Có nhiều ngôi còn nằm trong vườn nhà người ta nữa cơ, toàn là mộ vô chủ. Đến Tết chỉ có mỗi sư ông trong chùa làng là đi đến từng ngôi mộ để thắp hương thôi. Còn ngôi mộ ở gò thì đặc biệt hơn chút. Ngôi này là to nhất, dài cỡ phải 2 mét, rộng 1 mét. Trên để đặt tấm bia đá không rõ viết gì, lại còn bị rứt mẻ mất mấy chỗ. Cái gò là nơi bọn trẻ con hay nô đùa với nhau, nên dần dần thì chúng nó cũng quen với sự có mặt của ngôi mộ này, nên chẳng đứa nào sợ cả. Chúng nó toàn ngồi lên mộ, ngồi lên bia đá mà đùa nghịch với nhau. Nhưng tôi với thằng Việt thì không bao giờ dám ngồi lên trên đó mà nghịch phá với chúng nó cả. Lý do mà chúng tôi sợ như vậy là do câu chuyện của bà nội tôi kể. Có lần đang ngồi xem Tây Du Ký với bà nội, đến đoạn Ngộ Không ba lần đánh bạch cốt tinh thì tôi quay ra hỏi bà. Bà ơi! Thế yêu quái có thật không hả bà? Bà tươi cười rồi nói. Yêu quái có thật đấy con ạ. Tôi tròn xoe mắt hỏi lại. Thế nó ở đâu ạ? Bà đã nhìn thấy nó chưa? Mà trông nó như thế nào hả bà? Bà tôi liền vuốt vuốt cái lưng tôi, rồi kể lại câu chuyện về con yêu quái của làng tôi. Chuyện này không phải là bà trực tiếp chứng kiến, mà là nghe các cụ kể lại. Làng tôi độ hơn 100 năm về trước, người ta kháo với nhau rằng trên cái gò ngoài đồng có yêu quái. Cứ rằm, trăng tròn vành vạch là người ta lại thấy bóng của nó thoát ẩn, thoát hiện trên những tán cây trong làng. Họ bảo con yêu đó trốn trong ngôi mộ kia, đợi khi trăng tròn thì chui ra ngoài kiếm ăn. Cái thức mà nó thích ăn nhất là máu của động vật. Cứ sau đêm rằm, sáng ngày hôm sau thì y như rằng là người ta thấy xác của mấy con gà, con vịt hay chó mèo bị hút cạn máu, chết khô nằm ngoài đường. Dân làng tức lắm vì tiếc của nên mới tìm cách vây bắt. Người ta đan một tấm lưới lớn, trên lưới thì tầm máu chó đen, nước tiểu đồng tử, rồi đúng cái hôm rằm đem ra ngoài gò. Họ giăng kín lối quanh mộ cổ hòng bắt được con yêu này. Đêm hôm đó có mấy người ở lại canh chừng. Khoảng đầu canh thì thấy từ dưới mộ chui lên một cái bóng đen,
cao lớn. Mọi người với bấm bấm vào tay nhau, tay lăm lăm giáo mác để sẵn sàng đâm chết nó. Nhưng nháy mắt một cái bóng đen đó lấy đà bật nhảy lên, làm cái lưới đan rách toang như mạng nhện. Phá xong cái lưới thì ở trên mấy tán cây, mọi người nghe tiếng sột soạt như có vật gì di chuyển trên đó nhanh lắm, rồi nó di chuyển về phía làng. Tuy có ánh trăng nhưng nhìn không rõ là thứ gì, chỉ chắc chắn là nó có hình dạng con người. Mọi người ở đó liền chạy vào làng, chia nhau ra để báo động cho mọi người cẩn thận không nó làm hại. Rồi cả đêm hôm đó, đuốc đốt sáng rực cả làng để đi tìm diệt con yêu kia. Nhưng tìm cả đêm, lùng sục mọi ngóc ngách vẫn không thấy gì cả. Đến gần sáng, dân làng mới mệt quá mà đi về nhà nghỉ ngơi. Lúc này mới có một bà la toáng lên vì phát hiện có một cái xác gà chết khô trong sân nhà mình. Mọi người bu lại vào xem thì thở dài não ruột. Cả đêm đi tìm không bắt được nó mà còn để nó lộng hành, đúng là công cốc. Bà kia mất gà thì xót lắm, nhưng biết mắt đền ai, đành vứt con gà ra mé ao. Nhưng con gà vừa chạm đất thì từ cánh của nó rơi ra một vật gì đó nhỏ như hạt ngô, lấp lánh ánh vàng. Bà này thấy thế liền nhặt lên rồi lại la ầm lên: "Vàng, các bác ơi, là vàng!" Mọi người mới bu lại xem thì đúng là vàng thật, mặc dù chỉ bé như hạt ngô. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì bà này liền quỳ thụp xuống, quay mặt về phía cánh đồng mà khấn: Con lại tạ tác các thánh các thần, không những không trị tội vì là người trần mắt thịt mà lại còn cho thêm cả vàng. Con xin được từ giờ cứ đến rằm con xin được cúng gà sống cho các ngài ạ." Dân làng thấy bà này tự nhiên được cho vàng thì bàn tán xôn xao. Người thì thắc mắc: Hay, thế từ trước đến nay cái con yêu quái này toàn đến ăn quỵt xong bỏ chạy, nay lại còn trả tiền nữa thì lạ thật đấy." "Phủi phủi cái mồm nhà bác đi, là thánh thần đấy. Ngài nghe được các ngài trả vặt chết cả nhà bác cho mà coi." Cả ngôi làng nhỏ bỗng nhiên náo động vì cái chuyện yêu quái ngoài gò ăn xong trả vàng. Người thì tin, người thì cho là trùng hợp, chẳng ai chịu thua lý ai cả. Đến cuối cùng thì cả làng đều thống nhất: bây giờ cứ đợi thêm tháng nữa, nếu nó còn quay lại thì biết ngay thực hư ra sao mà thôi. Dân làng nghe xong thấy có lý, nên tạm gác cái chuyện kỳ lạ này lại. Một tháng trôi qua lại tới kỳ trăng rằm, câu chuyện kia dường như đã trôi vào dĩ vãng. Sáng hôm sau, cả làng lại được một phen náo loạn khi có người ra vườn xem thử, thì thấy có một cái xác con gà đã chết héo khô. Ở bên cạnh còn có một viên vàng bé như hạt ngô, giống y hệt tháng trước. Cả làng lúc này mới tin có chuyện yêu quái ăn xong trả tiền là có thật. Về sau cứ đến dịp rằm thì cả làng lại bàn tán với nhau xem đêm nay ai sẽ được con yêu quái cho vàng. Chuyện này cứ thế tiếp diễn hơn một năm, rồi có độ chẳng ai thấy xác động vật bị hút máu cạn, bên cạnh là một viên vàng nho nhỏ nữa. Chắc là con yêu quái ngoài gò đã đi nơi khác rồi. Từ đấy đến nay chẳng còn ai thấy nó xuất hiện. Nhưng bà tôi lại nói rằng nó chẳng đi đâu cả, nó vẫn ở dưới ngôi mộ cổ trên gò, chỉ là vì lý do nào đó mà không còn xuất hiện trên dương gian nữa thôi. Bà tôi còn dặn: con chớ có học theo các bạn mà trèo lên đó mà đùa nghịch. Bảo cả cái thằng Việt nữa đấy, nó là chúa nghịch dại, động chạm tới bị của cho thì có mà chết cả nút. Tôi nghe xong cũng sợ, sau đó liền đi kể cho thằng Việt biết. Thế là từ đó đến giờ chúng tôi giống như bị ám ảnh vậy, cứ nhìn thấy ngôi mộ trên gò, tưởng tượng rằng dưới đó có yêu quái thì bất giác rùng mình sợ hãi. Nhưng hôm nay trời ở gần đây tôi lại thấy bình thường, chắc là do đông người quá nên không còn cảm giác sợ hãi nữa. Quay đi thì thấy đám bạn đã chuyển sang chơi trò khác rồi. Chúng nó bàn với nhau là trời cũng mát mát thì kiếm cỏ gà về chơi. Tôi với thằng Việt cũng đi hái được một búi to, rồi cả lũ trẻ con trèo lên ngôi mộ kia vắt vẻo ở trên đó. Thằng Việt với tôi nhìn nhau hơi e dè, bọn kia cứ gọi lên chơi, nhưng chúng tôi cứ đứng chân chân ở dưới không dám trèo lên. Rồi thằng Phong Hủi, một thằng trong đám, liền cười lớn nói: hai cái thằng nhát chết này thì có bao giờ dám ngồi lên đây đâu mà chúng mày rủ. Thôi,
về mặc váy đi hai cu. Tôi thì không nói gì, còn thằng Việt thì giận tím cả mặt. Nó với nói to: bố mày mà thèm sợ ấy hả? Chúng mày nhìn bố mày đây này. Máu anh hùng của thằng cu nổ lên. Nó nhảy phốc lên trên ngôi mộ, dẫm đạp thêm mấy cái nữa để tỏ vẻ ra là mình không sợ. Thấy thằng Việt đã trèo lên, chẳng nhẽ tôi lại ở dưới. Lại thêm ham vui nữa nên tôi cũng lần mò đường mà trèo lên. Ngồi chơi được một lúc thì đang yên đang lành, thằng Việt bảo nó buồn đái. Nhưng giờ muốn đái lại phải chạy tít ra đằng kia, nên thằng này nó lười. Nó vô tư quay ra chỗ khác vạch quần ra đái tổ tổ. Nếu nó đái ở chỗ khác thì không nói, nhưng cái đầu thông minh của nó lại bắt nó đái ngay dưới chân của ngôi mộ cổ. Tôi với lũ bạn thấy thế thì xanh mặt. Một thằng gõ vào đầu nó mà mắng: sao mày nghịch ngu thế hả mày? Mộ đấy, thế mà mày dám đái vào à? Quả này về các cụ cắt mẹ mày chim đi. Thằng Việt xách quần lên, lộ ra vẻ mặt khoan khoái rồi chuyển sang cái mặt vênh như bánh đa. Nó nhìn bọn kia mà nói: chúng mày chả vừa nói bố mày là nhát chết con gì, sao bây giờ co rúm lại thế? Chúng mày sợ à? Thế thì về mặc váy đi. Tôi vội kéo nó ra chỗ khác rồi nói: mẹ mày, mày ngu nó vừa vừa thôi, bà bảo ở dưới đấy có yêu quái đấy. Thằng Việt cười khẩy nói: cháu nghe rồi, nhưng mấy thằng kia nó nói chú cháu mình nhát, cháu tức quá. Tôi thở dài nói: thôi không chơi nữa, đi về đi, tao chán rồi đấy. Thằng Việt cũng đồng ý luôn. Nhà tôi với nhà thằng Việt ở sát cạnh nhau. Thực ra là tôi chơi chưa chán, nhưng cũng là vì thằng Việt đái vào ngôi mộ làm tôi có cảm giác bất an, bụng dạ cứ nóng như lửa đốt vậy. Về đến nhà, tôi không dám kể cho ai nghe chuyện hôm nay thằng Việt đái vào ngôi mộ kia, chứ bố mẹ nó mà biết thì có ốm đòn chứ chẳng chơi. Còn về phần tôi thì từ hôm đó đến khi lên giường đi ngủ vẫn cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Cơm ăn cũng không thấy ngon, bụng dạ cứ bồn chồn không yên. Rồi tôi bắt đầu chuyển sang đau đầu. Đau lắm, tựa như búa bổ vào đầu vậy. Đến giữa đêm thì cảm thấy toàn thân lâng lâng, khó tả. Tôi nhẹ nhàng cựa mình một cái mà người cứ như đi mượn, toàn thân đau ê ẩm. Chắc là tôi lên cơn sốt, sốt cao lắm tới mức sinh cả ảo giác. Tôi cứ thế chìm dần xuống giường, trước mắt thì toàn là ảo ảnh. Một cánh đồng hoang vắng lặng như tờ. Có cơn gió lạnh thổi tới phả thẳng vào mặt. Khí lạnh truyền vào trong phổi làm tôi ho khan. Đầu óc bỗng quay cuồng. Bỗng từ đằng xa đi tới là một người đàn ông cao lớn, mặc áo gấm xanh theo hình chim hạc, trên đầu đội khăn xếp. Bên ngón giữa tay trái có đeo cái nhẫn vàng mặt đá màu xanh lam. Ông ta tiến lại gần tôi, ngày càng gần. Ở khoảng cách này tôi nhìn thấy khuôn mặt đó là của một ông già, biểu cảm giận dữ rồi bất ngờ tát cho tôi hai phát đau điếng. Tôi giật mình tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Tôi khó nhọc đạp tung cái chăn ra, nhưng vừa mới rời khỏi cái chăn thì toàn thân tôi lại lạnh toát như ngồi trong tủ đá. Tôi vội vàng kéo cái chăn lên đắp kín đầu mà vẫn không hết lạnh, cả người run bần bật. Tôi rên hừ hừ, tiếng của tôi to tới mức làm bố mẹ ở phòng bên phải chạy sang xem có chuyện gì. Trước mặt họ là cái cảnh giữa mùa hè nóng nực mà tôi đắp tận hai lớp chăn, miệng không ngừng rên hừ hừ. Bố mẹ tôi thấy lạ nên sờ chán xem thử, thấy cả người lạnh toát liền đi pha trà gừng bôi dầu gió khắp người cho tôi. Chạy chữa ở nhà mấy hôm thấy không ăn thua nên giữa đêm bố mẹ tôi liền vác tôi ra trạm xá. Mà kể cũng lạ, tôi lên trước được vài phút thì bố mẹ thằng Việt cũng vác theo nó lên cùng. Hai bên nói chuyện với nhau thì nó với tôi bị y hệt nhau, cả người cứ lạnh toát, nửa mê nửa tỉnh. Đêm vào cho người ta khám thì chẳng biết bị cái bệnh gì mà kỳ lạ thế. Sốt rét không phải, trúng gió cảm lạnh cũng không, nên họ đành để cho tôi với thằng Việt vào trong phòng nằm. Mọi người bên ngoài thì nghi là tôi với nó chắc chắn là nhiễm phải một loại virus lạ nào đó, vì cả hai chúng tôi toàn chơi chung với nhau cả mà.
cánh cửa vừa mở hé. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết thằng Việt đang nằm ở giường bên. Còn bố mẹ hai đứa vẫn đang đứng bên ngoài bàn xem có nên đưa nó ra viện hay không. Tôi lại nhắm mắt lại chìm vào cơn mê. Cơ mà không phải lúc nào cũng là hôn mê hẳn, mà là cái kiểu nhìn mọi thứ trước mắt cứ nhạt nhòa, mờ ảo như là mơ vậy. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy ông già mặc áo gấm xanh đứng ở cửa phòng. Ánh đèn tuýp làm mắt tôi nhòe đi, nhưng mọi thứ vẫn rõ ràng lắm. Đôi mắt ông ta hung tợn nhìn thằng Việt với vẻ căm thù nó lắm. Tôi đuối quá nên nhắm mắt lại một lúc. Khi mở mắt ra thì không còn thấy ông già kia đâu nữa. Tôi mệt mỏi, sợ sệt, đảo ánh mắt quanh phòng một lần nữa mà vẫn không thấy ông ta đâu. Định mặc kệ mà chợp mắt thêm một lần nữa, thì tôi nghe thấy ở giường bên thằng Việt tự nhiên cứ ú a ú ớ rồi la toáng lên, làm mọi người bên ngoài giật mình vội chạy vào xem nó làm sao. Đến khi mọi người vây quanh nó thì nó lại lịm đi. Đôi khi nhìn ra ngoài cửa thì vừa hay thấy cái bóng lưng của ông già kia đi ra ngoài. Mọi người ở đấy thì chắc không nhìn thấy gì cả, chỉ tập trung chú ý vào thằng Việt. Đúng lúc đấy thì cánh cửa mở mạnh ra. Tôi giật mình đánh thót một cái vì sợ ông già kia lại vào tiếp. Nhưng không, là chú Ất. Chú Ất đến đây làm gì? Chú hỏi thăm bố mẹ tôi tình hình của hai đứa rồi tiến lại giường tôi nằm. Chú nhẹ nhàng hỏi: Thằng chó con kia, nói ngay, chiều nay mày với thằng Việt quậy phá ở đâu mà bị người ta hành thế này? Chú vừa nói xong thì vỗ vỗ vào mặt tôi mấy cái. Kỳ lạ thật, sau cú vỗ của chú Ất thì tôi tỉnh táo được vài phần. Tôi thều thào đáp: Thằng Việt nó đái vào ngôi mộ trên gò chú ạ. Mọi người nghe xong thì mặt tái mét. Mẹ thằng Việt ôm lấy nó mà khóc: Ôi dồi ôi, con ơi là con, mày ăn gì mà mày ngu thế hả con? Thế hết trò rồi sao mà đái vào mộ của người chết? Chú Ất lúc này đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: Nó đái vào mộ nào không đái lại đi chọn đái vào cái mộ đấy không bao giờ ấy. Bố tôi liền hỏi chú Ất: Thế chú có cách gì không? Chú Ất mới bảo: Em cũng không biết có được không, nhưng thôi bây giờ anh chị cứ làm cho em một cái bàn lễ rồi bê ra ngoài gò trước đã để tạ lỗi với người ta. Sáng sớm mai em làm luôn chứ để lâu người ta bắt hai thằng này đi mất. Thế là người lớn về nhà chuẩn bị đồ lễ, còn chú Ất thì ở lại trông chừng hai đứa chúng tôi. Mà cũng từ đấy tới sáng, tôi không còn thấy cái ông già kia đâu nữa. Sáng sớm hôm sau thì bố thằng Việt tất tả chạy đến, thông báo với chú Ất là chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi mỗi chú thôi. Chú Ất liền chỉ vào cái ghế chú ngồi cả đêm rồi dặn bố thằng Việt: Thế bây giờ mày ngồi đây, mày trông hai đứa này cho chú, nhớ là không được di chuyển cái ghế đi đâu đấy. Bố thằng Việt nghe xong thì vâng vâng, dạ dạ làm đúng như lời của chú Ất. Còn chú thì vội vàng ra gò để làm cho kịp. Tôi không được đi xem, nên hôm đấy chỉ được nghe bố mẹ kể lại. Chú Ất ăn mặc quần áo bình thường, đặt lại bàn lễ quay về phía ngôi mộ, đoạn chắp tay lầm rầm khấn vái. Chú khấn một hồi rồi bắt đầu lấy ra hai đồng âm dương rồi thảy cả vào đĩa. Lần thứ nhất hai đồng sấp thì chú nhăn mặt rồi thảy tiếp. Vẫn là hai đồng sấp. Chú Ất lúc này mới lôi từ trong túi ra thanh kiếm gỗ đào giơ lên trước mặt, nhắm mắt miệng đọc thần chú. Được một hồi thì chú Ất lại đặt thanh kiếm xuống rồi thảy hai đồng xu thêm lần nữa. Hai đồng xu quay tít tù mù, mãi mới dừng lại được. Mặt chú Ất căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi. Lần này thì là đồng sấp đồng ngửa, nhất âm nhất dương. Chú Ất quay ra nuốt nước bọt nói với mọi người: Người ta không tha cho thằng Việt rồi, muốn bắt nó đi theo để hầu hạ. Nhà thằng Việt nghe xong thì tái mét mặt. Cả nhà nó có mỗi thằng con trai. Mẹ nó liền quỳ xuống vái lấy vái để trước ngôi mộ rồi khóc rằng: Con của con làm sai thì phận mẹ con xin chịu tay. Ngài có bắt đi thì bắt con chứ nó là trẻ con, miệng còn hôi sữa thì bắt đi làm cái gì? Chú Ất nghe xong cũng mủi lòng kéo mẹ thằng Việt dậy rồi nói: Thôi mẹ cứ bình tĩnh đi, giờ nghe chú dặn đây này. Tí nữa ấy, mày vào chợ,
rồi vào trong hàng mã bảo người ta bán cho con hình nhân thế mạng đem về đây để chú thương lượng với họ. Mẹ thằng Việt nghe thấy thế liền gạt nước mắt rồi đi luôn. Tôi ở trong viện thì tự nhiên hồi tỉnh trở lại. Chỉ là người có chút mệt mỏi nhưng cũng đã khá hơn rồi. Nhìn sang thấy thằng Việt vẫn nằm mê man không biết gì. Còn bố nó thì ngồi im như phỗng không dám nhúc nhích trên cái ghế như lời chú Ất đã dặn. Câu chuyện thứ ba, trả nợ. Tôi với hỏi bố nó. Anh ngồi đây từ nãy đến giờ đấy ạ? Thế chú Ất đâu anh? Anh ấy gật đầu rồi bảo với tôi. Ông trẻ đi ra gò rồi. Chú khỏe rồi thì ra đó xem tình hình sao rồi về báo lại cho anh nhé. Tôi vâng dạ rồi chạy ào ào ra ngoài đồng xem chú Ất bắt ma. Tôi ra tới nơi thì thấy luôn mẹ thằng Việt đã bê về một con hình nhân. Da mặt trắng bệch, đôi môi đỏ lòm, mắt như cá chết vô hồn và lạnh lẽo. Trên đầu còn đội thêm một cái mũ xếp màu xanh. Chẳng biết có phải lần đầu nhìn thấy con hình nhân nó như thế không, nhưng tôi cứ có cảm giác hơi ớn lạnh. Đôi mắt của nó cứ như nhìn chằm chằm vào mình vậy. Tôi cũng nhìn nó hồi lâu. Đột nhiên thấy đôi mắt nó cũng liếc sang nhìn tôi rồi chớp một cái. Tôi dụi mắt nhìn cho kỹ lại thì thấy bình thường. Quái lạ thật. Nãy rõ ràng còn nhìn thấy nó liếc mình cơ mà. Hay là do tôi tưởng tượng? Nghĩ vậy nhưng cũng không dám lảng vảng gần chỗ nó nữa. Tôi vội vàng lùi ra xa, cố gắng tránh cái ánh mắt của nó. Chú Ất thì bắt đầu ngồi xếp bằng trên tấm chiếu. Mâm đồ lễ giờ có cả gà luộc, gạo, muối, chè, vàng mã nhiều vô kể. Chú thắp 7 cây nến theo các phương vị khác nhau. Đoạn ngồi nhắm mắt khấn vái tới trưa thì dừng lại. Xong bảo mọi người đem đi đốt con hình nhân kia riêng một góc, đống vàng mã cũng riêng một góc. Làm việc xong thì chú nói với mẹ thằng Việt. Người ta đồng ý tha cho nó rồi đấy. Đổi lại thì ta đốt hình nhân coi như thay thế cho nó. Nhưng chiều nay phải bắt nó ra đây mà dập đầu xin lỗi người ta, nghe chưa? Mẹ thằng Việt nghe xong thì mừng lắm, cứ vâng vâng dạ dạ rồi cảm ơn chú Ất mãi không thôi. Tôi thấy mọi chuyện đã ổn thì chạy vào trạm xá. Tới nơi thấy thằng Việt đã đỡ hơn nhiều. Nó bắt đầu dần dần tỉnh táo trở lại, xong mới kể lại cho chúng tôi nghe rằng hồi đêm nó có mơ thấy ông quan mặc đồ ngày xưa cứ đánh nó từ đêm qua tới giờ. Nó sợ lắm, cứ xin ông ấy tha nhưng mà không được. Ông ấy cứ ra sức đánh bôm bốp vào đầu nó. Cuối cùng trong mơ, nó không chịu đau nữa mà vùng lên bỏ chạy. Tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong trạm xá, kế bên là tôi. Nhìn ra ngoài cửa thì lại thấy một ông quan đứng đó ở bao giờ. Ông ấy đi đến chỗ tôi mà đứng đó hồi lâu. Thằng Việt lúc đấy sợ lắm không dám kêu la, mà thực ra cũng không thể kêu được. Đứng chán chê ở chỗ tôi xong thì ông ta liền quay ngoắt sang bên chỗ nó nằm, hầm hầm nhìn nó như kẻ thù. Thằng Việt hoảng lắm nhưng không làm được gì. Ông ấy cứ liên tục vả nó chan chát. Nó đau quá nên cứ cố vùng vằng lên để tránh đòn. Cho đến khi mọi người vào thì ông quan đó lại biến mất. Khi mọi người đi ra thì ông ấy lại đứng ở cửa nhìn thằng Việt với vẻ mặt tức giận. Chỉ tới khi có chú Ất tôi đến thì ông ấy mới lùi ra ngoài. Trong lúc mọi người xì xầm bàn tán với nhau xem làm thế nào để cứu nó, thì thằng Việt vẫn thấy cái ông quan đó đứng tập tò ngoài cửa mà nhìn vào bên trong. Đến khi mọi người tản mát hết thì chú Ất mới kê cái ghế ở giữa phòng rồi ngồi đó, nên ông ta không dám vào nữa. Tôi liền hỏi nó, thế mày có thấy ông ấy có cái nhẫn màu xanh lam đeo ở tay không? Thằng Việt nghe xong thì gật đầu lia lịa nói, cháu có thấy, ông ấy có cái nhẫn to lắm ở tay trái ấy. Chú cũng có thấy ông ấy à? Tôi mới trả lời, Thì tao cũng thấy chứ, tao cũng bị ông ấy vả cho mấy phát. Chắc vì tội tao không ngăn mày nghịch ngu đấy, thằng ngu ạ. Thằng Việt liền cười hề hề hỏi, thế ngoài kia ông trẻ đã xong chưa? Tôi gật đầu nói, chú Ất làm xong rồi, chú ấy bảo số mày cao, nếu không đã bị bắt đi làm người hầu rồi. Thằng Việt sợ xanh mặt, há hốc mồm hỏi, bắt cháu đi luôn cơ á? Tôi cười cười trêu nó, nhưng sau người ta nghĩ lại, bảo bắt mày đi tốn cơm mà chẳng được cái tích sự gì nên thôi,
không lỡ bắt xuống được vài ngày lại phải đem trả hàng về nơi sản xuất mất. Tự nhiên phía sau tôi có người đánh bốp một cái vào đầu. Tôi xoa xoa cái đầu quay ra thì chú Ất đã đứng lù lù đằng sau từ bao giờ rồi. Chú với mắng tôi: "Mày cứ ăn nói linh ta linh tinh thôi." Đoạn chú nhìn thằng Việt hỏi: "Thế cái thằng chó con này sao rồi?" Thằng Việt thấy chú Ất hỏi liền nói: "Cháu khỏe rồi ông trẻ ạ." Chú Ất nghe xong thì gật đầu, nhìn nó và tôi dặn dò: "Chiều nay hai đứa biết điều thì ra ngay ngoài gò, lạy tạ họ cho tử tế, không là tao cho hai đứa chúng mày đi bán muối thật đấy. Hết trò nghịch hay sao mà nghịch ngu ấy là ngu ấy." Chiều hôm ấy tôi với thằng Việt phải ra ngoài gò, quỳ trước ngôi mộ đấy rồi dập đầu ba cái thật thành tâm. Sau hứa sẽ không bao giờ dám nghịch dại như thế nữa. Chú Ất ở bên cạnh cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi cùng hai đứa chúng tôi ra về. Thế là từ đó về sau tôi với thằng Việt có cho vàng cũng không dám ra đấy chơi nữa. Có kể với bọn bạn thì chúng nó cũng bảo tôi nói phét, chứ chúng nó ngồi ở đây mãi có bị gì đâu. Tôi mặc kệ chúng nó, chỉ mong có ngày ông quan nó hiện lên, đánh nát đít cái lũ báng bổ này thì mới hả lòng hả dạ. Chuyện thứ tư, con người giấy. Mà kể từ cái hôm chúng tôi bị hành một trận ra trò, tôi tưởng chừng mọi thứ sẽ yên bình trở lại. Nhưng không, lần này biến cố đấy còn lớn hơn nữa, mà nó chỉ đến với mình thằng Việt, còn tôi thì lại vô sự. Sáng ngày hôm sau, tôi sang rủ nó đi học. Bình thường thằng này nó còn hót nhiều hơn cả chim bay trên trời, mà nay lại yên lặng đến lạ thường. Tôi thấy lạ liền hỏi nó: "Mày hôm nay bị nhiệt mồm mà không nói được?" Thằng Việt không nói gì, chỉ thở dài một cái làm tôi tò mò. Tôi gặng hỏi: "Hay lại vừa bị phụ thân tẩn cho một trận ấy gì?" Nhìn vẻ mặt của nó như bánh bao bị nhúng nước cũng làm tôi không hề vui vẻ gì. Đang định mặc kệ thì nó lên tiếng: "Chú có biết không, hôm qua cháu mơ lạ lắm ấy." Tôi cười cười hỏi nó: "Thế mày lại mơ bị ông quan kia đánh trượt à?" Thằng Việt liền lắc lắc cái đầu nói: "Không, không phải." Tôi hỏi tiếp: "Thế mày làm sao?" Thằng Việt lúc này mới kể: "Tối qua cháu mơ thấy bố mẹ cháu dắt theo một thằng, da nó trắng toát, môi nó đỏ lòm, xong mắt lại còn vô hồn nữa. Nó còn mở mồm gọi bố mẹ cháu là bố, là mẹ, mà bố mẹ cháu cũng gọi nó là con cơ. Cháu sợ quá nên trong mơ cháu gào lên mấy lần, mà bố mẹ cháu chẳng nghe thấy gì cả, cứ dắt theo nó đi mãi thôi." Tôi gõ đầu nó một cái rồi nói: "Thế mà mày cũng sợ, mơ thế thì tao mơ suốt, nhưng mà tao có sợ đâu." Nó nhăn mặt nói: "Nhưng mà nó thật lắm chú ạ." Tôi mới gắt: "Nó có cảm giác chân thật thì cũng là mơ, mà chẳng có giấc mơ nào là thành sự thật ngoài giấc mơ đi đáy cả, mày hiểu chưa?" Thằng Việt thấy tôi không tin nên cũng chẳng thèm đôi co làm gì nữa. Tôi thì vẫn cho rằng mình đúng nên cứ chê nó nhát gan mãi. Nhưng ngay ngày hôm sau thì không thấy nó đi học nữa. Sáng ngày ra, như mọi ngày, tôi đến gọi nó đi học thì chỉ thấy mẹ nó đi ra ngoài cổng, bảo là nó ốm nên nhờ tôi đem giấy xin phép đến cho nó nghỉ ở nhà một hôm. Tôi cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt rồi chào chị ấy xong đi luôn. Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh: quái lạ cái thằng này, cả năm phơi nắng phơi mưa, có bao giờ ốm đau gì đâu, mà nay lại ốm rồi xin nghỉ học nữa thế này. Hay là còn có lý do gì khác? Nhất định chiều nay đi học về phải sang nhà nó xem thế nào mới được. Ngồi trong lớp mà chán muốn chết, chỉ mong sao hết giờ còn về đi chơi nữa. Chờ mãi thì mới hết giờ. Tôi liền xách cặp rồi chạy biến luôn ra cửa. Như dự định, tôi không về nhà luôn mà lại đi thẳng vào trong nhà thằng Việt. Vừa vào tới cửa thì gặp mẹ nó. Chị ấy mới hỏi: "Thế hôm nay chú đã nộp giấy xin nghỉ học cho thằng Việt giúp chị chưa?" Tôi đáp: "Em nộp rồi. Thế thằng Việt nó bị làm sao thế hả chị?" Chị ấy thở dài nói: "Chị cũng chả biết nó làm sao nữa. Sáng dậy cứ nằng nặc đòi nghỉ, không chịu bước ra khỏi phòng, nên chị đành cho nó nghỉ. Thế chú trời với nó chú xem giúp chị thằng Việt nó bị làm sao. Chị dỗ nó mãi mà không được."
Tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi chạy ù lên trên phòng nó xem rốt cuộc nó bị cái gì. Đến gần phòng nó thì tôi định bụng sẽ dọa cho nó một trận. Rón ra rón rén đi tới cánh cửa, rồi bất ngờ đạp tung nó ra, gào lên một tiếng. Thằng Việt đang ăn bim bim đọc truyện, bị tôi dọa thì la toáng cả lên, rồi vứt cả bim bim cả truyện, vớ lấy cái khăn trùm đầu. Bên ngoài thấy cả cái chăn run lên bần bật. Tôi thấy lạ liền đi lại gần, giật cái chăn ra hỏi. Tao đây, mày bị cái gì mà kêu kinh thế? Đúng là đồ nhát gan. Thằng Việt biết là tôi nên nó mới hé mắt ra nhìn rồi hỏi. Thế chú có thấy cái thằng mặt trắng nó đứng ở ngoài đấy không? Tôi ngạc nhiên nói. Mày bị dở hơi à, thằng mặt trắng nào? Nó run run nói. Thì cái thằng mặt trắng bạch đứng ở góc cửa phòng cháu đấy. Tôi nghe nó nói thế, cộng thêm cái vẻ mặt hốt hoảng của nó thì thấy cũng hơi rờn rợn. Nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi tôi hỏi nó. Ở đâu cơ mày? Thằng Việt cứ chùm kín cái chăn rồi chỉ vào góc cửa. Ở kia kìa, chúng ra xem đi. Có thằng mặt trắng bạch ngồi ở đấy cả đêm qua rồi đấy. Tôi thì không dám đi ra xem, nhưng chẳng qua khi nãy trêu nó là nhát gan, đúng là há miệng mắc quai mà. Tôi đành phải miễn cưỡng chậm chậm tiến lại chỗ đó, cũng là nơi tôi vừa đứng. Nhưng khi ấy tôi nào có chú ý tới góc cửa, trong đầu cứ tự nhủ. Không có gì đâu, không có gì đâu. Tôi run run đưa tay ra nắm lấy cánh cửa rồi giật mạnh ra một cái. Mở mắt ra đối diện với cái góc cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Tôi tức lắm, nghĩ là bị thằng Việt lừa nên hầm hầm quay ra hỏi nó. Đâu, làm gì có cái thằng trắng bệnh nào, mày định treo tao đấy à? Thằng Việt nghe thấy thế thì cũng từ từ tung chăn. Nó ló đầu ra nhìn thì thấy đúng là không có thằng trắng bệnh nào cả. Góc cửa trống trơn, nó lúc này mới yên tâm vội tụt xuống giường, nhìn ngó xung quanh rồi mới đóng cửa phòng nó lại, rồi kéo tôi tránh xa chỗ đó ra. Tôi thấy kỳ lạ nên hỏi tiếp. Thế mày làm sao? Kể cho tao nghe xem nào. Thằng Việt hít một hơi dài rồi nói nhỏ như thì thầm vào tai tôi. Tôi mới gắt lên. Mày nói to lên xem nào, tao chẳng nghe thấy cái gì cả. Thằng Việt lại đứng nhìn xung quanh xong mới dám kể. Chú có biết không, đêm hôm qua ấy, cháu không mơ thấy cái thằng bé kỳ lạ đó nữa. Thế nào mà hôm nay nóng quá cháu trằn trọc lật qua lật lại mà vẫn không ăn thua. Đang định xuống dưới nhà kiếm cái gì ăn cho dễ ngủ, mới lật mình quay ra cửa. Mà cửa phòng cháu thì hôm nào cũng mở toang toác ra. Vừa mới quay sang phía đấy thì cháu liền thấy cái mặt thằng trắng bệch, y hệt như trong giấc mơ đêm qua ấy. Nó đang trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm về phía cháu. Xong rồi chú biết không, hai lúc đấy ấy, hai đôi mắt đối diện, cả người cháu cứ như là điện giật. Xong rồi thế nào mà cháu lại lăn ra ngủ luôn, mặc dù lúc nãy không thể nào mà ngủ được cơ chứ. Trong mơ cháu lại mơ thấy nó, vẫn là cái cảnh bố mẹ cháu dắt nó đi và gọi nó là con, lại còn dắt nó lên tầng để nó đấy đứng nhìn cháu. Cháu cứ mơ thấy nó cả đêm ấy, giấc ngủ lại cứ chập chờn, cứ mở mắt ra lại thấy nó đứng ngoài góc cửa nhòm vào. Lúc sáng thế là cháu mệt quá với cả sợ không dám đi qua cửa phòng luôn để đi học đấy. Phải xin mãi mẹ cháu mới cho ở nhà đấy chú ạ. Tôi chỉ cười cười rồi nói. Mày muốn nghỉ học thì nói mẹ mày ra đi, ma mới chả quỷ. Thằng Việt đúng lúc đấy chỉ ra phía sau tôi rồi la lên. À, nó lại tới kia chú ơi. Tôi giật mình cũng á lên một tiếng rồi nhảy hẳn phốc lên giường của nó. Chân còn đi nguyên đôi dép bẩn. Thằng Việt thấy thế thì cười phá lên. Nó mới trêu. Ôi giời ơi, sao chú bảo chú không tin? Tôi ngượng chín cả mặt liền chống chế. Tao sợ cái quái gì đâu, mày làm tao giật mình nên tao mới vậy đấy. Thằng Việt chắc gì đã tin, nhưng nó không trêu tôi nữa mà nhờ tôi một chuyện. Nó mới nói. Chú về chú hỏi ông trẻ xem cháu bị gì. Vừa nãy bị nó chọc quê nên tôi đồng ý luôn. À được rồi, thế để tao về tao hỏi chú Ất cho. Tôi đang định đứng lên đi về thì nó vội nhảy ra khỏi giường rồi nói. Chú cho cháu đi với. Thế là tôi với thằng Việt cùng nhau đi về nhà để hỏi chú Ất chuyện của nó. Lúc ấy chú Ất vẫn đang là sinh viên đại học,
thì mấy lần mới đỗ, nên ông bà tôi mừng lắm, sắp xếp cho chú ở trên căn gác xếp để tiện việc học tập. Tôi toàn dình lúc chú đi học là lên trên ấy mà lục lọi mấy cái hòm đựng sách vở của chú. Chú học tận bên nội thành nên ở lại luôn ký túc xá, đến cuối tuần mới về. May cho nó là hôm nay chú ất ở nhà, đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ giữa phòng, mắt thì dán vào màn hình máy tính. Thằng Việt lên tới nơi thì chào ông trẻ. Biết hai đứa tôi sang, chú ất mới bảo: "Đợi tí, nốt ván tao mở Pikachu cho mà coi." Tôi mới bảo: "Thôi cháu chẳng chơi đâu, thằng Việt nó hỏi chú cái gì thế này?" Chú ất mới nói: "Nào, thế hỏi cái gì thì mày hỏi đi xem nào." Thằng Việt liền kể cho chú ất nghe chuyện nó vừa trải qua. Nghe tới cái đoạn có thằng mặt trắng bệch thì chú ất dừng lại không chơi nữa mà ngồi trầm ngâm lắng nghe nó nói. Thằng Việt kể hết thì chú ất chẳng nói chẳng rằng liền đi đến góc phòng. Chỗ đó có cái rương, toàn thấy khóa chặt. Mấy lần tôi tái máy nghịch ngợm gần đấy thì toàn bị chú quát sau đuổi ra chỗ khác. Tôi tò mò lắm, không biết chú giấu gì bên trong. Chú ất mở rương ra, cái bàn lề kêu ken két, chắc là đã cũ lắm rồi. Tôi cứ nhòm ngó một lúc nhưng chẳng thấy được gì. Chú ất lục lọi một lúc sau lôi ra một cái gương cầm tay bằng đồng rồi bảo thằng Việt: "Mày soi thử tao xem nào." Thằng Việt cầm cái gương đồng nhỏ như lòng bàn tay từ chú ất đưa lên mặt để soi. Tôi tò mò cũng ghé mắt nhìn xem cái gương. Thằng Việt vừa giơ lên soi thì trong gương không phải là mặt của nó, mà là một cái mặt trắng bệch, môi đỏ lòm, cặp mắt vô hồn đen sì đang nhìn chúng tôi. Thằng Việt hoảng quá vứt vội cái gương xuống. Tôi cũng bị dọa cho một ven hết cả hồn. Chú ất thấy thế liền nhặt lên lau lau vài cái rồi nói: "Mày làm hỏng hết gương của ông bây giờ." Thằng Việt cứng đơ người không nói được gì. Chú ất thấy tôi chăm chú nhìn cái gương liền chìa ra cho tôi rồi hỏi: "Mày có muốn soi không?" Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy: "Chứ nếu giờ mà soi không thấy mặt mình mà thấy cái mặt trắng bệch kia nữa thì chắc là tôi sợ vỡ mật." Mà kể cũng lạ, hình như tôi nhớ là cái khuôn mặt lúc nãy tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng mà nghĩ mãi mà chẳng nhớ là đã từng gặp ở đâu. Chú ất thấy thằng Việt đứng hình mới nói: "Thằng Việt, mày theo ông về nhà mày đã, nhanh lên, không thì lệ lành ít dữ nhiều bây giờ." Nói rồi chú ất liền tắt máy tính rồi đi luôn xuống tầng dưới, nhắm thẳng hướng nhà thằng Việt. Thằng Việt vẫn sợ nên có phần hơi hoảng. Tôi nói mãi nó mới chịu xuống nhà và đi theo chú ất. Về đến nhà nó thì đã thấy mẹ thằng Việt với chú ất đang nói chuyện gì xem chừng nghiêm trọng lắm. Chắc chắn là liên quan tới thằng Việt. Mẹ thằng Việt nghe chú ất nói một hồi thì khuôn mặt biến sắc, liền vội xuống nhà gọi bố nó lên. Chú ất quay ra nhìn bọn tôi dặn dò: "Chúng mày đứng yên ở đây đấy, cấm vào, nhớ chưa?" Thế là cả ba người bỏ lại chúng tôi để vào trong nhà ngồi bàn bạc với nhau. Tôi muốn vào hóng hớt lắm, nhưng cứ đi đến cửa là bị chú ất trợn mắt đuổi ra ngoài, đành ngồi ngoài sân chơi với thằng Việt. Giờ cái mặt của nó có khác gì bị ngỗng ỉa lên không cơ chứ, hỏi gì nó cũng không chịu nói nên tôi mặc kệ. Trong lúc đang ngồi thơ thẩn chăn mấy con kiến thì thằng Việt nói với tôi: "Chú ơi, cái mặt khi nãy ở trong gương ấy chính là cái đứa mà cháu nhìn thấy trong mơ đấy chú ạ." Tôi giật mình với nói: "Cái gì? Nó thật đấy á?" Thằng Việt gật đầu thở dài một tiếng: "Liệu ông trẻ có lo được không cơ chứ, cháu sợ lắm ấy." Tôi mới an ủi nó: "Mày cứ yên tâm đi, không gì là chú ất không làm được." Thấy tôi động viên như vậy, nhưng thằng Việt vẫn chẳng khá hơn chút nào. Nó lại rơi vào trạng thái trầm tư, khuôn mặt đầy lo lắng. Đủ một lúc sau thì chú ất với bố mẹ nó cũng bước ra ngoài. Bố mẹ nó liền dắt nó vào trong nhà, còn tôi thì chú ất bắt phải về nhà luôn. Về tới nhà tôi mới hỏi: "Thằng Việt nó làm sao thế chú?" Chú ất định không trả lời nhưng do tôi hỏi dai quá nên chú mới nói: "Hôm nhà nó cúng tạ lỗi với cái người ngoài mộ cổ đấy. Bố nó đi chợ chẳng may mua nhầm con hình nhân thế mạng thành tinh. Tao lại không cẩn thận chẳng xem xét gì cả nên cứ thế mà đốt.
vừa đốt vừa khấn là cho cái hình nhân thế mạng cho thằng Việt, cho đi theo hầu hạ người ta. Nhưng được vài ngày thì nó lại trốn đi để về nhà thằng Việt, đòi làm con bố mẹ nó. Tôi vẫn chưa hiểu thành tinh là như thế nào nên mới hỏi chú Ất. Chú liền nói tiếp. Thường thì có đồ vật và con vật sống lâu tại những nơi âm khí thịnh thì sẽ thành tinh, có hồn phách như con người. Nhất là những cái đồ vật nào càng giống hình dáng con người thì càng dễ thành tinh. Mày đã hiểu chưa? Nghe chú Ất nói, cộng thêm kinh nghiệm xem mấy tập Tây Du Ký thì trong đầu tôi cũng dần dần định nghĩa về khái niệm thành tinh. Theo tôi nó cũng giống như mấy con yêu quái ở trong phim này vậy. Thế thì tài phép của nó chắc cao lắm. Liệu nó có bắt rồi ăn thịt thằng Việt không? Thấy tôi lo lắng nên mới hỏi chú Ất. Thế thằng Việt nó có sao không hả chú? Chú Ất liền nói. Làm sao tao biết được, nhưng mà nặng lắm. Thôi mày lượn đi chơi đi cho chú mày làm việc đã. Bị đuổi lên tôi liền lủi thủi đi xuống dưới. Vừa đi xuống vừa nghe thấy chú Ất lẩm bẩm. Để hỏi thử ông nội xem. Ông nội của chú là cụ nội của tôi. Cụ đã mất từ khi tôi chưa sinh ra, thì chú Ất hỏi kiểu gì được nhỉ? Tôi tò mò nên cứ đứng ở cầu thang ngó lên xem. Chú thấy tôi vẫn đứng một đống ở đấy thì mới gắt lên. Ơ hai cái thằng này, lượn! Tôi thấy chú Ất cáu thì vội lùi đi luôn, nhưng vẫn cố ngoái cổ nhìn về phía sau. Tôi chỉ thấy chú mở cái rương gỗ ở góc nhà ra, rồi chẳng biết chú làm gì nữa. Phải đến tối chú mới ra khỏi phòng, nhưng không xuống nhà ăn cơm luôn, mà chạy sang nhà thằng Việt. Được nửa tiếng sau lại thấy chú chạy về. Tôi có hỏi thế nào chú cũng không trả lời. Chuyện thứ 5, thế mạng. Đến ngày hôm sau thì tôi lại rủ thằng Việt đi học. Hôm nay nó cứ trông ủ rũ thế nào ấy. Tôi hỏi nó. Thế đêm qua mày lại gặp thằng mặt trắng nữa hả mày? Thằng Việt lắc đầu. Cháu không gặp. Ông Ất dán cho cháu mấy lá bùa quanh phòng, còn bảo bố mẹ cháu đi thắp hương cho tổ tiên, nên đêm qua cháu không gặp nữa. Tôi cũng không dám kể cho nó nghe chuyện nó bị con hình nhân thành tinh, kẻo nó lại nhảy dựng lên rồi làm mấy trò dại dột thì chết. Tôi với thằng Việt học cùng lớp, mang tiếng là hơn tuổi, nhưng tôi đẻ cuối tháng nên học lớp sang năm cho vững. Nó với tôi ngồi cùng một bàn, hai thằng bình thường nói chuyện với nhau như cái máy, nhưng vẫn được cô giáo xếp cho ngồi chung một góc. Bởi vì có tách ra thì chúng tôi vẫn cứ nói chuyện. Tách ra hai góc thì ồn cả hai góc, nên thà để cho ồn ào một góc còn hơn. Nhưng hôm nay lại thấy ngồi im, đôi khi mất tập trung, cả người nó như bất động. Tôi thấy lạ mới khều khều nó mấy cái hỏi. Này, mày bị ốm à? Nó liền bất ngờ quay sang nhìn tôi. Tôi giật nảy mình luôn, bởi vì cái quay đầu của nó lạ lắm, cứng nhắc như là con rối vậy. Càng đáng sợ hơn là cái mặt nó sao tôi nhìn cứ hao hao giống cái con hình nhân hôm nọ. Thấy tôi không nói gì, nó lại từ từ chậm chậm quay mặt lại chỗ cũ một cách cứng nhắc. Tôi hoảng lắm nên cứ lùi ra ra đầu bàn mà ngồi, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Mấy thằng bàn dưới nói gì tôi cũng kệ, không dám động đậy trong mấy tiết học liền. Trong lúc đấy tôi nghĩ đủ thứ kinh dị và tự hỏi. Liệu người ngồi cạnh mình là thằng Việt hay là con hình nhân? Đến giờ giải lao tôi mới đánh liều nhìn cái mặt nó lần nữa. Lần này thì lại bình thường. Đúng là kỳ lạ thật. Về tới nhà tôi định kể ngay cho chú Ất. Vừa mới lên gác xếp tôi đã thấy chú đang lập đàn cúm nhỏ. Trên mâm có mấy bát muối bát gạo hướng ra ngoài cửa. Thấy tôi chú liền sai tôi cầm bát muối với gạo ra đường dài trước cửa nhà cho chú. Gì chứ cái phần rắc muối rắc gạo tôi khoái lắm nên đồng ý luôn. Ra đường dài bừa dài bãi, nhiều khi vô tình ném cả vào người đi xe máy để họ quay lại chửi bới ầm ĩ. Tôi giải xong thì cầm hai cái bát lên phòng của chú Ất. Điều làm tôi chú ý nhất là ở trên bàn có một cái hình người nhỏ cỡ gang tay được kết bằng rơm. Tôi tò mò lắm, nhưng thấy không khí đang trang nghiêm nên đành nén lại. Chú Ất thì cứ lấy cái bút lông chấm vào cái gì đỏ đỏ trên bàn, rồi vẽ nên những đường nét khó hiểu lên trên con hình nhân bằng rơm kia. Mực cứ văng tung tóe,
Tôi cố ý né xa ra không lại bị chú ấy vẩy mực vào người. Đoạn chú lại lấy một tờ giấy vàng trên bàn rồi tung lên trời. Tờ giấy bốc cháy phừng phừng rơi xuống chỉ còn mỗi tro. Tôi há hốc miệng không ngậm lại được. Lửa ở đâu mà cháy được như vậy? Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần thì chú dừng lại. Tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ ngồi đấy mà tròn mắt ra nhìn. Hóa ra phép của chú Ất là như vậy, y như trong phim, không có lửa mà vẫn đốt giấy được. Thấy chú đã xong thì tôi liền hỏi: "Chú Ất, chú dạy cháu phép không dùng bật lửa vẫn đốt được giấy như lúc nãy đi." Chú mới hỏi: "Để mày làm cái gì? Đấy không phải là lửa đâu, là âm hồn tới nhận tiền vàng tao cho đấy. Khi họ chạm vào thì giống như là ngọn lửa nhưng không phải lửa thật đâu." Tôi thấy thế thì lạnh hết cả người. Từ nãy giờ chú tung lên chắc cũng phải hơn chục tờ tiền vàng rồi. Thế chẳng phải là xung quanh toàn âm hồn hay sao? Thấy tôi mặt tái mét, chú Ất cười đều mà nói: "Mày sợ rồi đấy hả?" Tôi ngượng chín cả mặt mới luống cuống nói: Cháu sợ gì? Có gì đâu mà phải sợ." Chú tôi lại được phen cười nắc nè. Tôi tức lắm. Cười xong chú mới hỏi: "Thế có thật là mày không sợ không?" Tôi gật đầu chắc nịch, tỏ ra vẻ cứng cỏi vỗ ngực nói: "Chú không sợ thì sao cháu phải sợ?" Chú Ất nói: "Được rồi, mày không sợ thì tốt. Thế thì mày sang nhà thằng Việt mượn nó bộ quần áo với đôi dép nó mang về đây. Tối nay đi với tao có việc." Tôi liền thắc mắc: "Tự nhiên lấy quần áo của nó làm gì? Mà tối nay đi đâu đấy chú Ất?" Chú Ất không trả lời mà chỉ nói: "Mày hỏi nhiều thế, cứ đi đi xem nào." Tôi nghe thấy thế thì cũng vội vàng chạy sang nhà nó. Nhưng nhớ lại khuôn mặt sáng nay của nó thì tôi cũng hơi ớn, nên cứ chần chừ mãi ngoài sân. Chờ khi mẹ nó đi ra tôi mới nhờ mẹ nó lấy hộ tôi mấy thứ chú Ất cần. Mẹ nó liền tất tả chạy vào nhà lấy luôn rồi đem ra cho tôi. Tôi lại vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy về nhà không dám ngoái đầu lại. Về tới nhà tôi thở hổn hển đưa cho chú Ất bộ quần áo của thằng Việt. Chú lại nhìn tôi cười cười. Tôi sợ chú biết mình sợ ma nên lúng túng nói: Cháu phải lên tận phòng nó lấy xuống đây đấy." Chú Ất mới giả vờ ngạc nhiên nói: "Đúng là cháu chú Ất có khác. Nếu không sợ thì tối nay đi với chú ra ngoài gò nhé." Tôi nghe thấy tối phải đi ra ngoài gò thì có hơi chột dạ. Ban ngày ra đấy thì không sao, nhưng ban đêm thì đố đứa nào dám ra đấy. Nhưng giờ nếu mà từ chối thì mất mặt lắm, nên tôi đành phải đồng ý. Với cả đi với chú Ất cơ mà, sợ gì? Chú Ất thấy tôi đồng ý thì gật gù rồi cười gian xào, làm tôi dự cảm thấy điều chẳng lành. Nhưng thôi kệ, tới đâu thì tới. Tối hôm ấy, chú Ất đem theo đồ nghề rồi giả vờ nói với bố mẹ tôi là đưa tôi đi ăn kem. Vừa ra khỏi nhà, đến chỗ tối tối, chú Ất lấy cái bọc quần áo của thằng Việt rồi bảo tôi mặc vào. Tôi thắc mắc: "Cháu có quần áo rồi mà, mặc làm gì thế chú?" Nhưng chú Ất lại không nói gì cả, chỉ bảo tôi là không sợ thì cứ mặc vào. Đụng tới lòng tự ái nên tôi mặc luôn cho chú biết mặt. Tôi với thằng Việt dáng người hao hao giống nhau nên mặc quần áo của nó thì vừa như in. Mỗi tội mẹ thằng Việt lấy nhầm cái quần của nó bị rách đũng, gió lùa vào trong mắt lạnh. Chú Ất xoay tôi một vòng nhìn nhìn rồi khen: "Đẹp rồi, ngoài cái mặt ra thì mày y hệt thằng Việt rồi." Công nhận bây giờ tôi không khác gì thằng Việt. Thay quần áo xong, ngắm nghía một hồi, chú Ất đưa tôi ra ngoài gò. Ngoài này vắng tanh, gió thổi lạnh hết cả người. Tôi thấy hơi sợ nhưng vẫn cố bước đi theo chú Ất. Đến cái ngôi mộ cổ thì chú Ất dừng lại đốt hương rồi khấn vái, sau lấy một đoạn dây thừng từ trong túi đồ nghề ra. Chú bảo tôi đứng dựa vào một gốc cây gần đó, tôi làm theo luôn. Chú Ất chỉ chờ có thế liền quấn mấy vòng dây thừng quanh tôi. Đến khi tôi nhận ra thì chú đã trói chặt tôi vào gốc cây rồi. Tôi kêu la ầm ĩ thì chú giơ tay lên, ý bảo im lặng. Tôi tức lắm liền hỏi: "Thế sao chú trói cháu vào gốc cây thế này?"
Chú Ất lại cười đều và hỏi: Thế mày sợ đấy hả? Chú lại chơi bài khích tướng nên tôi không hỏi gì nữa, lại còn nói: Cháu sợ gì, chú để cháu ở đây một mình cũng được. Chú Ất nghe thấy thế thì cười cười hỏi lại: Thế mày đã chắc chưa? Tôi vẫn cố nói cứng: Cháu sợ gì. Chú Ất nghe xong thì cười phá lên rồi nói: Thế mày đợi chú ở đây nhá. Chú nói xong thì liền quay đít rời đi, cố tình đi thật nhanh để bỏ tôi lại trốn đồng không mông quạnh. Lúc chú Ất đi mất rồi tôi mới nhận ra tình thế của mình bây giờ, một thân một mình lại còn bị trói giữa cánh đồng. Chú Ất đã đi khỏi đây thật rồi. Tôi kêu ầm thật to, mong chú Ất nghe thấy mà quay lại, nhưng vô dụng. Thế là chú nhẫn tâm bỏ mặc đứa cháu ruột của mình ở lại đây. Tôi thật hối hận khi tin tưởng chú Ất. Biết không trông chờ gì được nên tôi ra sức vùng vẫy để thoát ra, nhưng chú ấy trói chặt quá tôi không làm được gì. Quẫy đạp chán thì tôi mệt quá nên dừng lại thở dốc nhìn xung quanh. Trời tối om, thi thoảng lại có vài con cú lợn bay ngang qua đầu kêu eng éc làm tôi giật mình. Chẳng hiểu ông chú đáng mến của tôi buộc tôi ở đây để làm gì nữa. Nhất định khi về tôi sẽ mách với ông bà nội cho xem. Đang lúc mải mê suy nghĩ xem nếu thoát được khỏi đây thì phải mách ông bà như thế nào cho chú bị phạt, rồi ông nội sẽ bảo tôi đi lấy roi cho ông để đánh chú Ất. Nhất định tôi sẽ vào bếp rồi đem cái đòn gánh lúa ra cho ông tùy ý sử dụng. Nghĩ đến cảnh chú Ất bị ăn đòn làm tôi không thể nhịn nổi cười. Đang vui vẻ với ý nghĩ độc đáo của mình thì tôi chợt nhận ra ở phía xa xa có cái gì màu trắng trắng. Cố căng mắt ra nhìn xem nó là thứ gì nhưng không thể trông rõ được. Có mấy cơn gió thổi đến đưa nó ngày càng đến gần với tôi hơn. Nhìn cách nó bị gió thổi, tôi thấy hơi giống một tờ giấy to bản bị người ta vứt đi. Nhưng gió càng thổi mạnh hơn, nó lại càng gần chỗ tôi hơn. Đến khi chỉ còn cách chừng có 5 mét thì tôi mới biết nó là thứ gì. Một khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ lòm, mắt vô hồn. Hai cánh tay dài ngoằng cứng đơ, bàn tay bị cắt nham nhở thành hình 5 ngón tay nhọn hoắt. Cái thứ đó có hình người, áo xanh, mũi đỏ. Tôi kinh hãi khi biết nó chính là con hình nhân thế mạng hôm trước đã bị đốt. Thế mà giờ đây nó lại xuất hiện ở đây. Nó lại càng lúc càng đến gần chỗ tôi, nhưng chân không chạm đất mà vẫn di chuyển được. Tôi la hét ầm ĩ chấn động cả một vùng, ra sức vùng vẫy mong thoát khỏi sợi dây trói. Rồi một cơn gió thổi ào ào tới, làm con hình nhân kia bay thẳng về phía tôi. Cái mặt của nó dí sát vào mặt tôi. Chú Ất đâu rồi? Sao chú không đến? Tôi sắp chết đến nơi rồi. Cái con hình nhân quỷ quái kia cứ như dính chặt lấy người tôi. Cái miệng của nó bắt đầu cử động được, rồi phát ra âm thanh như tiếng giấy vụn vò với nhau. Việt, tôi nghĩ thầm, thôi quả này thì xong thật rồi. Nó nghĩ tôi là thằng Việt vì tôi đang mặc nguyên cây đồ của nó. Cái lúc mà sự kinh hoàng đã lên tới cực hạn thì tôi thấy con hình nhân đang dính chặt lấy tôi tự nhiên bật ra ngoài như nam châm khắc chiều nhau vậy. Tôi mở mắt ra, quay ra phía sau nhìn thì thấy ông chú của tôi đã đứng đó từ bao giờ. Chú Ất đang mặc đạo bào, giống như kiểu mấy ông đạo sĩ tàu, tay trái cầm cái gương hôm qua chú lấy cho thằng Việt soi, tay phải cầm thanh kiếm gỗ. Con hình nhân kia vừa bật ra thì bị chú nhảy bổ tới, rồi giơ cái gương ra chiếu vào người đó. Lúc này chỉ nghe tiếng rít chói tai xuyên thẳng vào trong óc làm tôi khó chịu vô cùng. Muốn lấy hai tay bịt tai mà dây trói chặt quá không làm gì được. Chợt gió lại thổi ào ào tới. Con hình nhân bị quấn lên trời. Tiếng rít ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng cười khanh khách vang lên. Chú Ất thấy nó định bay lên rồi trốn đi thì nhằm lúc nó bay đúng tầm tay liền nhanh như chớp chém một đường kiếm dứt điểm làm con hình nhân rách làm đôi.
Lần này tôi lại nghe thấy những âm thanh gào thét thảm thiết. Hai mảnh thân hình con hình nhân vừa rơi xuống, chú Ất liền nhanh tay đâm thêm một nhát nữa vào phần đầu. Lần này tiếng kêu gào ngưng hẳn. Chú Ất lúc này mới dừng tay. Thanh kiếm gỗ ghim chặt nửa trên của con hình nhân ở dưới đất. Đoạn chú cởi trói cho tôi. Tôi sợ quá nên bùn rùn chân tay ngồi phịch xuống đất. Chú Ất thấy vậy thì dỗ dành tôi. Thôi, lần này công mày to nhất đấy. Tí nữa chú cho mày đi ăn kem. Tôi nghe thấy được đi chơi thì đỡ sợ đi phần nào, liền tò mò hỏi. Thế xong rồi à chú Ất? Chú Ất lắc đầu nói. Chưa xong đâu, giờ tao sẽ xử lý cái con hình nhân kia để tránh hậu họa về sau. Tôi thấy chú đi gom hai mảnh của con hình nhân kia rồi mang đi đốt. Vừa châm lửa, tôi lại nghe thấy tiếng rít tới chói tai từ đám cháy. Chú Ất vội bảo tôi bịt tai lại. Tôi liền làm theo nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cái tiếng quỷ quái đó vẫn tìm cách len lỏi vào màng nhĩ khiến tôi đau hết cả đầu. Thêm vào đó, trong làn khói còn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc làm tôi chẳng biết nên bịt tai hay bịt mũi. Nó cháy lâu lắm, chắc phải mất đến hơn nửa tiếng mặc dù nhìn như hai mảnh người giấy bé tí. Tôi sốt ruột, chẳng quan tâm tới việc tại sao lại như vậy. Cứ đi qua đi lại vì sợ muộn quá, lúc đi không còn ai bán kem. Đến khi cháy xong thì tôi liền giục chú Ất. Đi thôi chú, không lại muộn quá rồi. Chú Ất vẫn đứng tần ngần đấy rồi bảo tôi. Mày cởi quần áo của thằng Việt ra đi. Tôi vội vàng làm theo. Chú liền lấy bộ quần áo đó mặc cho con bù nhìn rơm hồi sáng nay, rồi đặt nó dựng đứng trước ngôi mộ cổ. Chú Ất ngồi xếp bằng, thắp hương rồi lầm rầm khấn vái trước mộ. Tôi thì ngồi bên cạnh, cứ đứng lên xong lại ngồi xuống vì rốt ruột. Cứ sợ rằng người ta sẽ đóng cửa thì lấy đâu ra kem mà ăn. Chú Ất khấn xong thì đứng dậy, châm lửa đốt con bù nhìn mặc quần áo của thằng Việt. Tôi thấy ghê lắm vì cứ như là đốt thằng Việt vậy. Chú Ất vừa đốt vừa nói. Con hình nhân thế mạng thành tinh kia trốn đi rồi. Lỗi là lỗi của mình không kiểm tra cẩn thận. Nay diệt xong con hình nhân thành tinh kia, giờ phải đốt cho họ cái này để tỏ lòng thành. Tôi mới thắc mắc. Sao chú không mua thêm một con hình nhân khác mà đốt? Chú Ất nói. Trước tao đốt người giấy theo hầu rồi, nhưng giờ nó lại trốn mất khiến người dưới mộ giận lắm, nên lần này tao phải cho người thật đi thay. Tôi giật mình hỏi. Thế chú vừa đốt thằng Việt đấy hả? Chú cốc đầu tôi một cái rồi nói. Mày ăn nói bậy nói bạ nào. Tao đốt ở đây không phải đốt người bằng xương bằng thịt, mà là đốt cái khác. Trưa nay tao có lập đàn chiêu hồn, mời vong hồn vất vưởng ở khắp nơi đến như mày thấy. Sao tao hỏi là có ai muốn đi theo hầu hạ người nằm dưới mộ kia không? Tao xem thì người này cũng không phải thuộc hạng tầm thường. Nếu được đi theo ông ấy thì ắt được tu tập tử tế còn gấp nhiều lần hơn là phải đi lang thang đầu đường xó chợ. Thế là có cái vong trẻ con mất do nạn đói xin được đi theo, nên tao đồng ý bỏ nhập vào trong hình nhân. Khi nãy tao vừa đốt hình nhân đi là để cho cái vong đấy có thân xác hẳn hoi, dễ dàng tu tập hơn đấy. Mày đã hiểu chưa? Tôi hơi lơ mơ nhưng cũng gật đầu bừa rồi nói. Thôi cháu hiểu rồi, giờ chú đưa cháu đi ăn kem đi, không lại đóng cửa mất bây giờ. Chú Ất cười nói. Mày yên tâm, hết thể đách nào được, cứ từ từ đợi nó cháy hết đã. Thế là tôi lại phải chờ nó cháy cho bằng hết thì mới thôi. Đợi mãi thì cũng xong. Chú Ất kiểm tra thật kỹ rồi mới kéo tôi về. Tôi thì đi trước, vừa đi vừa nhảy loi nhoi trên đường. Dường như đã quên hết những ấm ức ban nãy khi bị chú Ất trói vào gốc cây làm mồi nhử. Giờ trong đầu tôi chỉ còn những que kem mát lạnh. Nhưng khi vừa tới nơi người ta đóng cửa, cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Tôi gào lên bắt chú Ất phải đưa đi tìm kem cho bằng được. Chú Ất đành phải đưa tôi đi khắp xóm trên làng dưới nhưng cũng vô ích, chẳng còn nơi nào bán nữa. Chú Ất đành dỗ dành tôi bảo là khuya rồi về nhà, rồi sáng mai muốn ăn bao nhiêu cũng có. Tôi tức lắm đành phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Hậm hực đi về, quyết tâm mai ăn cho chú Ất hết tiền thì thôi. Sáng ngày hôm sau chưa ăn uống gì, tôi đã lôi chú đi mua kem. Tôi ăn hết que này đến que khác. Kết quả hôm đó về nhà tôi bị đau bụng cả đêm.
Câu chuyện thứ 6, Mộ. Năm 2008, tôi nhớ cả Hà Nội mưa to, cả thành phố rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Lần đầu tiên có một trận lụt lớn như vậy. Làng tôi nằm ở vùng nội đô, kế bên con sông Hồng. Tình trạng cũng không khá khẩm hơn chút nào. Lụt thì hoa màu tôm cá mất hết, người lớn buồn méo cả mặt. Nhìn đâu cũng thấy toàn là nước với nước. Nước tràn vào nhà, ngập ngoài đường. Chỗ nào nông cũng quá đầu gối, chỗ nào sâu thì đến bụng, đến ngực người lớn. Người dân muốn đi ra đầu ngõ còn phải bơi bằng thuyền. Giao thông đình trệ, chợ búa dừng hẳn, chẳng làm ăn được cái gì cả. Cả làng ai cũng buồn so, chỉ có mỗi đám trẻ con chúng tôi là vui phải biết. Rô đồng, cá giếc, cá cờ bơi cả vào trong nhà như chảy hội. Cả xóm tôi chẳng biết làm gì thì mở cuộc thi bắt cá rô trong nhà, ngoài sân, ngoài quốc lộ. Không khí tự nhiên náo nhiệt làm giảm bớt đi cái cảnh buồn rầu. Đám trẻ con chúng tôi cũng thi nhau lội nước, bắt cá, nhảy xuống nước mà bắt, chẳng sợ về nhà bị người lớn mắng. Vì nếu có đi chơi mà ướt quần ướt áo thì cũng là chuyện bình thường, đằng nào về nhà chả phải ướt. Đi lội nước, đi bơi thích thật đấy, nhưng sợ nhất là cái cảnh dây điện nhà nào hay phải cái cột điện ven đường hở điện, hoặc có vài ba cái hố tử thần thì cứ phải gọi là một vé tham gia tour phiêu lưu vào lòng đất. Nghe thì buồn cười thật đấy, nhưng chẳng phải chuyện đùa. Vì đã có mấy người chỗ tôi dính rồi, nên đám trẻ con cũng bị hạn chế ra ngoài nghịch nước. Nhưng cấm làm sao được, càng cấm càng phải làm. Tôi với thằng Việt cũng không thể bỏ qua cơ hội quậy phá này được. Ngày nào cũng cầm theo cái rổ để đi úp cá lội nước tới mức ghẻ mọc đầy chân. Cứ đến tối về nhà lại gãi cành cạch. Bố mẹ đánh cho bao nhiêu trận rồi mà vẫn không chừa. Lụt được chừng 2 tuần thì nước rút đi. Giờ là đến lượt chúng tôi buồn thiu vì hết được lội nước mà phải quay lại trường học. Nhiều đứa vẫn tiếc nuối mà cứ tìm mấy vũng nước còn sót lại trên đường mà lội tiếp. Nhưng cũng chẳng vui bằng lúc trước. Dần dần cuộc sống của dân làng tôi cũng ổn định trở lại. Nhưng có một điều làm cả làng tôi phải xôn xao một phen. Đó là khi lũ rút đi, đất ở cái gò lở ra một mảng. Ngôi mộ cổ do xây ở chỗ mấp mé nên bị hư hại nặng. Tôi ở nhà mà hóng hớt được, nghe bảo lòi ra cả một góc quan tài. Mà cái quan tài đấy làm bằng đá, được bịt kín bằng sáp ong nên không bị mối mọt nhiều. Người làng tôi đổ xô ra xem đông lắm. Tôi với thằng Việt cũng chạy tới hóng hớt để mai đi học còn kể cho đám bạn. Nhưng do ám ảnh bởi vụ việc lần trước nên chúng tôi chỉ dám đứng ở một đoạn xa, đủ để quan sát được mọi chuyện bên đấy. Ra đến nơi thì nhìn thấy hiện trạng đúng như lời người ta kể. Đất lở ra một mảng làm lộ một góc của cái quan tài bằng đá, vẫn còn bám đầy bùn đất. Người dân làng tôi đứng đấy thì cứ xôn xao bàn luận xem nên giải quyết ngôi mộ này thế nào. Người thì bảo lấp đất lại, chứ để tơ hơ giữa trời thì cũng tội người. Sau thì tính tới việc sửa sang cho nó cẩn thận. Nhưng tiền đâu ra và ai sẽ đứng ra lo chuyện này thì không nói. Đó là ngôi mộ hoang, làm gì có ai thờ cúng đâu mà lo được. Có người thì lại nói lấp đất lại làm gì, sau mưa lớn lại lở ra thôi. Cái giống đất gò này nó thế, tốt nhất là thuê máy cầu, cầu cái quan tài ra rồi đem đi chôn chỗ khác. Thế là êm chuyện, mộ yên mà đẹp. Tự nhiên cũng có người bảo làm thế sợ mạo phạm với người chết, sau lỡ đụng đúng thứ không nên đụng thì cả làng mang vạ. Cả làng chẳng tìm ra cách gì phù hợp nên cứ ỏm tỏi với nhau náo loạn cả cánh đồng. Cuối cùng thì có ông Sáu say khật khưỡng đi tới. Bình thường ông này nói chẳng ai nghe đâu, vì mọi người bảo đấy là rượu nói chứ có phải ông ấy nói đâu. Toàn lời ma men, ma rượu, ai mà muốn nghe. Nhưng hôm nay thì khác, lời ông Sáu say vừa nói ra ý kiến của mình lại làm cả làng chú ý. Ông Sáu say khề khà nói: "Này, tớ là tớ bảo chúng mày nhá, nhìn cái quan tài đi, bằng đá đấy. Ngày xưa chỉ có vua chúa mới được chôn bằng quan tài đá thôi, chứ dân thường như tớ với chúng mày chỉ có quấn chiếu rồi vứt ra đồng. Chúng mày thấy tớ nói có chuẩn không?" Cả làng im lặng nghe ông Sáu say giải thích tiếp. Ông ấy lại nốc thêm ngụm rượu rồi nói: "Mà tớ bảo nhá,
Chúng mày đừng bảo tớ nói phét, khéo trong đây có của đấy. Ông Sáu say nói xong thì cả làng im phăng phắc. Ông ấy nói trúng tâm tư của mọi người rồi còn gì. Thú thực, đứng trước cái quan tài bằng đá kín mít thế kia, ai cũng đoán già đoán non xem bên trong có cái gì. Họ đều tò mò xem bên trong có cất giấu vàng bạc gì hay không. Giả tưởng như có thứ gì quý giá kỳ bí lắm cũng được. Đời chẳng mấy khi thấy được cái quan tài của vua chúa, hay cứ thử mở ra xem, không có gì thì lại đóng vào, chẳng chết ai cả. Cái suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu mọi người. Mở thì sợ mà không mở thì tiếc. Thế là cả làng lại được phen bàn tán xôn xao với nhau. Sau một hồi tranh cãi thì dân làng cũng đồng ý là đào cái quách đấy rồi mở ra xem. Nếu không có gì thì đậy lại rồi đem đi chỗ khác mai táng, thế là hợp lý nhất. Nói thế chứ ai chẳng biết là các ông các bà cũng tham vàng tham bạc, với lại có lòng hiếu kỳ tò mò nên muốn mở ra xem. Ngày sáng hôm đấy, trưởng thôn thuê một cái máy xúc đời mới đến để làm việc. Tôi với thằng Việt cũng có dịp hóng hớt không ngừng nghỉ. Xúc được vài gầu thì mọi người bắt đầu lấy xẻng, lấy cuốc gạt bớt lớp đất ở bên trên, rồi đem cả bó nhang to đùng ra thắp, khói tỏa mù mịt. Ông nào ông ấy cũng bỏ cuốc bỏ xẻng, chồng mông mà vái lấy vái để trước cái quan tài. Khấn vái xong thì ai lại vào việc nấy, cẩn thận gạt bỏ nốt lớp đất còn lại. Làm được một lúc thì cái quách đá lộ ra hoàn toàn trước mặt mọi người. Giờ mới được nhìn thấy nó dưới ánh sáng mặt trời. Ai mà ngờ được cái ngôi mộ hoang vô chủ, chẳng có ai hương khói lại đẹp đến vậy. Nó là một khối đá xanh ngọc bích, chạm trổ đủ các loại hoa văn. Quan tài dài chừng 2 mét, bề ngang cũng khoảng gần 1 mét. Dân làng đứng xung quanh cứ suýt xoa khen đẹp. Thằng Việt đứng cạnh chúng tôi khen lấy khen để. Lần đầu tiên cháu thấy cái quan tài đẹp thế này đấy. Mấy cái quan tài bắc chít ngoài lộ phải gọi bằng cụ. Mai sau ấy bố mẹ cháu mà chết kiểu gì cháu cũng sắm quả quan tài này nằm cho nó oách. Thằng Việt nói xong thì tôi thấy chưng hừng. Thằng này nói thế khác gì rủa bố mẹ nó sớm về với tổ tiên. Đúng là thằng con có hiếu mà. Đúng lúc thằng Việt vừa nói xong thì bên kia người ta mới hè nhau dùng xà beng để cậy cái nắp quan ra. Cái nắp cũng bằng đá lại bị dán kín nên chật vật mãi mới đẩy ra được. Cái nắp vừa được chuyển ra thì cả đám người bu lại xem có của chìm của nồi gì không mà nhanh tay lấy trước. Nhưng vừa thò mặt vào thì chẳng ai bảo ai, tất thảy vội lùi lại, mặt tái xanh, chạy ra xa vài mét không dám đến gần. Dân làng cũng tò mò nên lần lượt kéo nhau lại xem có cái gì mà kiếp đến vậy. Nhưng vừa ngó vào bên trong thì ai cũng đều tái xanh tái đỏ mặt, không dám nói câu gì, cứ thế mà vội lùi ra xa rồi xì xào bàn tán với nhau. Tôi với thằng Việt vẫn ớn vụ lần trước không dám lại gần xem, mà chỉ dám hỏi mấy người gần đó. Hỏi xem họ đã thấy cái gì thì họ mới kể lại là cái xác ở trong đấy vẫn còn y nguyên, không thấy bị phân hủy, trông như là người sống vậy. Tôi với thằng Việt nhìn nhau, nghe kể vậy thì cũng tò mò muốn xem, đánh liều tiến lại gần. Trèo lên mô đất vừa bị xúc, hai thằng thò mặt nhòm vào trực diện bên trong quan tài. Trong quan tài đúng là có một cái xác của một người đàn ông vẫn còn y nguyên, như là đang còn sống vậy. Khuôn mặt tuy có khô quắt lại nhưng hiện rõ từng đường nét một. Và còn kinh hoàng hơn khi cả tôi và thằng Việt đều nhận ra bộ quần áo người này đang mặc giống hệt với bộ quần áo của ông quan lần trước đánh đuổi hai đứa chúng tôi trong giấc mơ. Đặc biệt là ở bàn tay trái có đeo một cái nhẫn xanh lam. Chúng tôi sợ quá, thằng Việt tí nó thì trượt chân ngã, may mà tôi đỡ được nó. Hai đứa nhìn nhau hiểu ra vấn đề liền từ từ chậm rãi lùi về phía sau, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, không dám ngoái đầu lại nhìn. Khi đã cảm thấy an toàn thì thằng Việt thở hổn hển nhìn tôi nói. Chú có thấy không? Cái xác ngoài gò giống y hệt cái ông hôm trước đánh cháu ấy. Tôi cũng thở không ra hơi mà nói. Tao thấy chứ. Tao cũng thấy ông ấy mà. Tôi chết rồi. Liệu dân làng ta đào ông ấy lên thì có bị làm sao không? Thằng Việt nghe thấy thế cũng tái mặt rồi nói.
Thế thì chết, chú với cháu lỡ nhìn, với hóng hớt gần đó mà. Hay đi hỏi ông trẻ đi chú. Tôi cũng muốn hỏi chú Ất lắm, nhưng khổ nỗi chú ấy vừa mới đi thực tập chắc phải 2-3 tuần nữa mới về nhà được. Biết làm sao được bây giờ. Hai đứa tôi sợ lắm nhưng vẫn không chịu ngồi yên trong nhà, cứ đi ra đi vào, gặp ai cũng hỏi chuyện cái cách quách ngoài đồng. Hai thằng ngồi hóng với nhau cả buổi thì mới biết được câu chuyện tiếp theo như thế nào. Người làng tôi thấy cái xác chôn đã lâu mà vẫn còn nguyên thì cho là điềm dữ, liền thi nhau đi báo cho cậu Biền. Cậu Biền thì trước làm nghề giã giò, sau được ăn lộc thánh nên lập điện xem bói đuổi vong, được dân làng nhờ. Sau tiếng lành đồn xa, người dân ở các nơi khác cũng tới điện để nhờ cậu xem đỡ. Chẳng mấy chốc mà từ người làm nghề giã giò, quanh năm hai tay hai chày, lại đùng lên một cái thành thầy thiên hạ. Dân làng tôi chẳng biết làm thế nào nên đến xin ý kiến cậu. Cậu Biền hôm nay vừa có nhà, vừa xem bói cho mấy nhà xong thì vào trong nghỉ trưa rồi đuổi hết mọi người về chiều xem tiếp. Thấy dân làng kéo tới đông đảo như thế thì cho gọi một người vào. Bác này mới trình bày cho cậu nghe. Cậu ơi, cậu ra ngoài gò xem giúp chúng con với ạ. Chúng con đào được cái quách, xác bên trong vẫn còn y nguyên ý. Chúng con sợ quá không biết làm thế nào nên mới cậy nhờ cậu ra xem giúp chúng con. Cậu là người rời, chúng con người trần mắt thịt, mong được cậu chỉ điểm không lại tay bay vạ gió. Cả làng mang tội bất kính với người đã khuất cậu ạ. Cậu Biền nghe xong thì mắt đào như giang lạc. Cậu cười mỉm rồi suy nghĩ một hồi sau mới nói. Được rồi, nhà các anh các chị cứ ra ngoài đấy trước đi. Cậu chuẩn bị rồi sẽ ra sau. Người ta nghe cậu Biền đã đồng ý đích thân ra tay thì cũng bớt lo lắng đi phần nào, nên lại kéo nhau ra ngoài gò. Cậu Biền ở lại điện, bỏ cả giấc ngủ trưa để sửa soạn đồ đạc rồi cũng tất tả đi ra gò. Thấy cậu Biền mới tới, mọi người chào hỏi lễ phép rồi đứng xê ra cho cậu đi vào xem cái xác chết kia. Cậu Biền tới gần, ngó vào bên trong quan tài, hai mắt mở to lộ rõ vẻ thích thú. Nhưng cảm xúc đó chỉ trong cái nháy mắt, mặt cậu lại nghiêm nghị trở lại. Cậu lắc đầu nói, mộ kết nhưng cũng không phải là mộ kết. Cái xác này đã vài trăm năm rồi mà vẫn không tan, thì mộ này phải là mộ độc. Mọi người đứng đó nghe chuyện mộ độc mộ kết thì ai cũng nhìn nhau mà không hiểu nó là cái chuyện gì. Cũng không dám hỏi cậu Biền, sợ cậu khó chịu thì lại mệt, nên đành im lặng chờ xem cậu Biền nói gì. Cậu Biền thì cứ đi qua đi lại rồi nói, xác này thành quỷ rồi, để lâu ắt sinh họa. Nhờ các nhà anh chị đi về đi, ở đây để cho cậu lo. Mọi người nghe thấy từ quỷ thì càng hoảng hơn, vội vàng xua nhau đi về hết. Chỉ còn mấy người can đảm ở lại cho cậu Biền sai vặt. Đoạn cậu ngồi thụp xuống dưới đất, mượn của cái nhà gần đấy cái chiếu mà bày các thứ lên. Cũng chỉ có vàng hương đèn nến thôi. Bày biện xong xuôi các thứ ra, cậu mới khấn. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Mấy người ở lại thấy thế cũng làm theo cậu, quỳ xuống mà chắp tay thành tâm lắm. Cậu khấn vái được một hồi lâu thì đứng dậy, mắt tì hí, tiến lại gần cái quan tài vừa đi vừa khấn. Con lạy thần núi thần sông, lạy ông Hà Bá, lạy bố Ma Gia, con xin thỉnh về đây mà đuổi con tà con ma cho làng chúng con. Mồm thì lẩm bẩm, còn tay cậu lại thò vào trong quan tài rồi khua khoáng xung quanh. Nhưng còn chưa được vài giây thì bất ngờ cả người cậu Biền đổi dạp xuống đất. Mọi người thấy vậy thì giật thót cả mình, vội chạy lại đỡ cậu Biền dậy. Vừa sờ vào cậu Biền thì thấy toàn thân lạnh toát. Đưa tay lên mũi thì đã thấy cậu tắt thở từ lúc nào. Mọi người sợ quá mới la làng lên là cậu Biền chết rồi, cậu Biền chết rồi. Nhưng vừa định đặt cậu xuống để chạy đi báo cho người nhà thì bàn tay cậu lại cử động rồi ngồi bật dậy xếp bằng. Mọi người thấy sự lạ, cậu Biền vừa lăn ra đất tắt thở liền tỉnh dậy lại được luôn, thì cứ thi nhau quỳ sụp xuống vái lại cậu Biền, cho cậu là bậc thánh sống. Cậu Biền cứ ngồi xếp bằng, mắt lim dim, miệng lầm bầm. Mấy người ở đấy chỉ đoán già đoán non. Đấy,
Người âm đang ốp cậu đấy. Cậu Biền ngồi thêm một lúc nữa thì tỉnh hẳn. Nhìn khuôn mặt phờ phạc, mấy người xung quanh lo lắm mới hỏi: Cậu sao rồi? Cậu Biền vuốt lại mái tóc rồi nói: Con quỷ này dữ quá. Cậu vừa mới thăng để bắt nó đi gặp thập điện Diêm La, nhưng nó lì quá nên cậu chưa làm gì được. Nghe xong thì ai nấy cũng đều nhao nhao hỏi: Thế bây giờ chúng con phải làm gì ạ? Cậu Biền vừa thu dọn đồ đạc trên đất vừa nói: Bảo với chúng lo để yên đấy, cho mặt trời nó thiêu, không cần phải đóng nắp. Khi nào âm khí tiêu tan thì cậu sẽ tính tiếp. Cậu Biền nói xong thì cũng gói ghém đồ đạc xong xuôi rồi nhanh chân té, để lại đám người ở lại cứ đoán già đoán non. Không biết cậu Biền đã làm xong chưa hay là dữ quá nên cậu bó tay rồi. Chẳng biết mấy người kia về kể lại cho nhau nghe thế nào, mà lại thành câu chuyện cậu Biền bị con quỷ ngoài gò đánh cho toét cả mỏ, chết đi sống lại, sợ quá phải bỏ chạy làm cả làng thêm lo lắng. Không một ai dám ra ngoài đó xem nữa, để mặc cái quan tài lộ thiên nằm giữa đồng như lời cậu Biền dặn. Bố mẹ tôi với thằng Việt biết chuyện chúng tôi ra gò xem quan tài thì về nhà vụt cho mỗi đứa một trận, ức lắm, nhưng vẫn phải ôm cái mông lằn đỏ để đi ngủ. Đêm hôm đấy tôi nằm ngủ lại mơ thấy ông quan hôm trước. Ông ấy đứng trước mặt tôi, vẫn bộ quần áo y như ban sáng, nhưng tay thì không còn đeo cái nhẫn màu xanh lam nữa. Khuôn mặt ông ta thì xanh lè, nhăn nhúm, miệng nhe hai cái răng nanh vàng khè ra đuổi tôi chạy tụt cả quần trong giấc mơ. Tôi thì chạy ở dưới, ông ta cứ bay vèo vèo ở trên đầu. Cứ vừa bay trên đầu, ông ta vừa rít lên: Trả cho tao! Trả cho tao! Tôi sợ quá, vừa chạy vừa kêu la thảm thiết cho tới khi bị vỗ mấy cái vào mông, rồi nghe thấy tiếng gọi: Dậy! Dậy đi! Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa thấm ướt đẫm cả áo. Thấy mẹ tôi trước mặt, tôi mới biết là mơ, thì thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi liền hỏi: Mày mơ thấy cái gì mà kêu la ầm ĩ thế con? Tôi liền thuật lại: Trời ơi! Nãy con mơ thấy có người mặt xanh nanh vàng tới đuổi đánh con, rồi cứ đòi con phải trả cái gì cho họ ấy. Tôi không dám kể là ông quan vì sợ mẹ lại cho một trận vì cái tội bén mảng ra cái gò chơi, nên tôi đã giấu nhẹm cái chuyện đó đi. Mẹ tôi nghe xong mới liền hỏi: Thế mấy hôm nay mày có nhặt cái gì bậy bạ dọc đường về không đấy? Tôi lắc đầu quầy quậy tỏ ý chẳng nhặt gì về cả. Mẹ tôi cũng gật gù rồi nói rằng: Thế thì không sao, mẹ đi chơi cho lắm vào rồi tối mộng mị linh tinh, thôi đi ngủ đi. Nhưng mẹ nói là đi ngủ, nhưng lại ra ngoài phòng khách thắp hương cho ông bà tổ tiên. Tôi biết, nhưng do nãy đang dở giấc nên buồn ngủ quá mà ngủ thiếp đi mất, chưa kịp hỏi tại sao mẹ lại thắp hương. Sáng ra đã thấy nguyên con dao phay chặt củi để ở dưới đầu giường tôi. Tôi hỏi thì mẹ tôi không nói gì, chỉ dặn hôm nay là cấm không được ra gò chơi nữa. Tôi cũng tặc lưỡi cho qua, vì có cho tiền tôi cũng không dám ra đó nữa. Hứa xong tôi lại chạy vội chạy vàng sang nhà thằng Việt chơi. Vừa sang tới cửa nhà nó thì nó liền kêu tôi lại rồi hỏi: Này, đêm qua chú có mơ thấy gì không? Cháu mơ lạ quá ấy. Tôi thấy thế liền gật đầu lia lịa nói: Tao có. Thế mày mơ thấy cái gì? Thằng Việt lắc lắc cái đầu rồi kể: Cháu chẳng nhớ nhiều đâu, chỉ biết là đêm qua cháu lại mơ thấy ông quan đó đến nữa. Tôi run run hỏi nó: Thế mày mơ thế nào? Thằng Việt cũng thật thà kể luôn: Cháu mơ thấy ông ấy đánh đuổi cháu rồi bắt trả đồ. Tôi vội hỏi: Thế mày có biết ông ấy đòi cái gì không? Thằng Việt nói: Cháu biết gì đâu, ai biết ông ấy đòi gì. Thế chú cũng mơ như cháu à? Tôi gật đầu đồng ý với nó rồi nói: Tao nghĩ là chắc chắn cũng sẽ có nhiều người mơ như tao với mày. Bây giờ thử đi hỏi xem có đúng không. Thằng Việt cho là phải nên đứng dậy đi với tôi vào làng. Không dám đi qua cái gò nữa nên chúng tôi chọn đường khác. Vừa đi qua sân đình thì chúng tôi bị đám trẻ con ngồi đó kéo lại để chơi. Chúng tôi quên ngay mục đích ban đầu nên liền xà vào. Vì người lớn cấm ra gò nên đám trẻ con chúng tôi đành tụ tập ở ngoài sân đình chơi tạp. Đang ngồi tán phét với nhau thì có thằng trong đám kể
là đêm qua mẹ nó mơ thấy có ông quan mặt xanh lanh vàng, ăn mặc hệt như cái xác ngoài gò, cứ đuổi theo mẹ nó mãi không thôi. Mấy thằng kia cũng nhao nhao lên, nó là bố nó cũng mơ thấy, bà nó, chú nó, rồi cả nhà nó cũng mơ thấy như vậy. Thấy bọn trẻ con bàn luận sôi nổi về giấc mơ đêm qua, thì mấy bà bán rau cũng bắt đầu nói. Đêm qua tôi cũng mơ thấy thế đấy. Ồ, thế á, cả tôi cũng mơ thấy nữa đấy. Ôi, tôi cũng vậy thế này. Tôi với thằng Việt nhìn nhau mặt nghệt ra. Như vậy là đúng như phỏng đoán của tôi. Có rất nhiều người mơ thấy giấc mơ giống như chúng tôi. Hai thằng không chơi nữa mà đi khắp cả làng, chỉ để hỏi xem có ai mơ cùng giấc mơ như đêm qua không. Kết quả là người thì nói có, người lại nói không. Đa phần là những người có mặt ngoài gò ngày hôm qua đều mơ thấy giấc mơ như nhau. Như vậy là cũng đoán được vài phần chắc chắn, chỉ những người đi xem cái xác hôm qua thôi là bị mơ cái giấc mơ đó. Đang bàn luận sôi nổi thì chúng tôi gặp chú Sáu Tỉnh. Chú này cùng tên với ông Sáu Say nhưng chẳng bao giờ say, nên cả làng gọi là Sáu Tỉnh cho dễ phân biệt. Chú này thì không rượu chè cờ bạc gì, ngoan lắm. Mấy năm nay còn chuyên tâm cống hiến cho ngành y học. Ngày đầu mới tốt nghiệp bác sĩ, chuyên ngành tự tiêm cho mình nữa cơ. Cũng chính vì niềm đam mê bất diệt với nền y học mà nhà tan cửa nát, vợ cũng dắt theo con mà về bên ngoại luôn. Trong nhà có gì bán được thì đem bán hết rồi. Làng tôi đồn với nhau là chú Sáu Tỉnh còn đi xách đồ cho bạn buôn bán, nên mới có tiền mà hút chích, chứ không thì bị vật chết từ lâu rồi. Tôi với thằng Việt cứ đẩy qua đẩy lại để xem thằng nào sẽ hỏi chú Sáu. Cuối cùng hai thằng cũng đành cùng hỏi. Chú Sáu vừa nghe chúng tôi hỏi thì liền tái mặt. Chú á khẩu không nói được gì. Nhưng một lúc sau thì bình tĩnh lại thì quát lớn. Xéo ngay! Mày có thích hỏi không? Mơ với trả mộng. Xéo! Xéo ngay! Thấy chú Sáu Tỉnh hung dữ như vậy, tôi mới thằng Việt liền ù té chạy luôn, không dám lằng nhằng. Chạy thế nào mà lại quen đường chạy thẳng ra cái gò. Ở đây từ đằng xa, chúng tôi đã thấy bác trưởng thôn cùng mấy người nữa đang đóng cái nắp quách rồi chuẩn bị lấp đất lại như cũ. Tôi mới thằng Việt thấy đông người nên mới dám chạy lại và hóng hớt. Thằng Việt với hỏi. Bác làm gì thế bác? Bác trưởng thôn tính ra có họ với nhà tôi nên không nỡ đuổi chúng tôi về. Nên thấy chúng tôi hỏi thế thì thở dài mà nói. Bác định đóng nắp quan tài lại rồi đem chôn, chứ để họ phơi xác giữa đồng thế cũng tội. Thằng Việt liền ngạc nhiên hỏi. Nhưng cậu Biền dặn là không được đóng nắp mà bác. Bác nghe xong thì cười xòa. Cậu với chà cô, má với chà quỷ, bác là bác không tin. Mình lỡ quật mồ quật mả họ lên rồi thì phải làm lại cho tử tế mới là đạo lý làm người. Các con có hiểu không? Thôi đi về đi, không bố mẹ lại lo. Chúng tôi nghe thấy thế thì vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau đi về, để lại mình bác trưởng thôn ở lại với vẻ mặt đầy lo âu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Quý vị đừng quên lắng nghe những câu chuyện của Hẻm Chuyện Ma để có thể nghe tiếp được Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất vào những phần sau. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.